vậy? Vô thôi, đợi thử đi mốt mua. Hả? Ơi. Đợi thử đi. Dạ. Một cái vô hơn. Dạ. Em comment á. Em là Trần Hà Ly á. Đúng rồi. Đúng rồi. Thứ là không có sử dụng được cái món này, tại vì một số rồi. Nắng đi về đường nắng tay quá, tính vé đi mua bật tay. Đừng nhắn ngón vậy ngón. Đừng có người nhắn ngón, cũng chung nhắn ngón cái giao tác thì ngồi dễ lắm. Dạ. Nhưng mà cái điểm là bà nó không bảo vệ tốt. Đúng rồi, nó không có bảo vệ gì hết. Lúc mình ngã xuống nó bản năng cơ bản là mình chống cái tay xuống liền. Để không bảo vệ hết cái đầu ông tay. Nhưng mà được cái anh thao tác thì ngồi dễ. Còn vàng ngón thì bỏ tay, nhưng mà vàng ngón nhiều lúc không quen cảm giác cái tay nó không mình vậy. Thôi nó khó. Ủa còn anh nào một comment nữa hả? Không, em nghĩ là bài tốt. Anh là anh khác nữa, còn anh Tùng Anh là khác nữa. Đó là như là anh qua mua rồi, cái anh Tùng Anh qua cái nữa đó. Là không có nói cái bán luôn. Mỗi này còn cái khác nữa. Cái mẫu này như cái này nha, cái này giá dầu dưỡng anh mua giảm còn 35. Bộ anh tính dán cho bạn nào hỏi gì anh hỏi. Tùy tiệm nữa, cái này nó cũng hai miếng nó lại đúng không? Đúng rồi, hai ba miếng nó lại. Em tính kêu ông thợ là chụp cái mặt nào phẳng nên dễ dán thì dán đi. Chứ ông tại ông thường ông dán. Ông chơi cũng để hết nó luôn. Tại ông sợ dán thì hư sơn. Mà này nó không hư. Nó chỉ hư mấy cái trong. Giống như là nó bị lỗi.
nó bị dạp lên, không biết bị hột quẹt nó hơ hay sao nó không biết. Lúc em cắt cái keo dư em mới thấy cái à, cái thằng kia đây nói à. Em nghĩ là do hơ cái này mặt công á. Dạ. Cái bị dạp. Thật ngon thì cũng ngon. Có à. Dạ. Không dám nửa tiếng gì. Chứ mình có một khách dán còn rất phân một miếng một gần tuổi chừng cho nó rồi. Bốn tiếng một. Cảnh là hoài một ký chăm dữ lắm. Ờ là còn thứ giờ bắt kê này nha. Rồi ta được cái âm cũng vậy lắm nha. À không cho lâm giảm lâm dữ chăm nha. Rồi cho dễ hang cái gì. Thank you.